Raiden review. Thanh lò xo. Đó chính là thanh bẻ lò xo. Và trên tay mình đây có một thanh là 30 cân và một thanh 50 cân. Thoạt nhìn ban đầu thì nó có vẻ rất là chắc chắn. Và nó cũng có thể được dùng để bảo vệ bạn khỏi thú dữ, ví dụ như con rex này. Với loại 30 cân này thì cảm nhận của mình nó khá là dễ, và mình có thể làm như thế này cả ngày cũng được. Khi mà dùng thanh bẻ lược lò xo này sẽ ăn vào 3 phần cơ chính. Đó chính là ngực, vai và cẳng tay. Và hãy cùng thử với thanh 50 cân nào. Ôi, nặng hơn hẳn các bạn ạ. Tiệm cận với cả siêu nhân rồi. Và quan trọng nhất là nó vẫn sống.